Đan Lạc. Đan Hải là tiếng Đan Hải à? Chiếu sáng à? Hay là gì? Chiếu sáng. Cấp bia luôn sáng đôi khi. Vì đấy, các công trình mà mang tính tiết kiệm điện này. Ở đây mọi người xây nhà hết rồi, không phải chờ quảng cáo. Vào đây luôn, vào đây luôn. Các bạn thì đến với mình. Đến nhà chữa, không, giảm giá. Rồi, giảm giá. Tình trạng hôn nhân, tình trạng hôn nhân. Tình trạng hôn nhân. Hôn nhân nha. Hôn nhân thì cũng có bạn gái rồi. Có bạn gái rồi. Nhưng mà liệu có đi có gọi là finish trong năm nay không? Có, năm nay thì chưa. Ok. Nhưng mà Hoan ơi, có khi Hoan phải phiên dịch lại tí, giọng nó hơi lên. Nhà thì vẫn biết tôi ạ. Thế là có bạn gái rồi, và không cưới cho năm nay. Chèn kìa. À, tức là, nhà vẫn ở Tô Hoàng đúng không? Ờ, nhà Tô Hoàng. Hiện nay là công tác công ty gọi là Gia Hải Đại Trinh. Đấy, mày giới thiệu đi.